Thưa quý vị, ramen là một cái loại mì nước của Nhật rất là nổi tiếng thế giới và quý vị có thể tưởng tượng được rằng là nó cái cái mì ramen này đó ở tại Nhật người ta có cái viện bảo tàng về ramen luôn quý vị là quý vị biết cái mức độ lớn của nó như thế nào. Người Nhật nào cũng ăn mì ramen từ lớn cho tới nhỏ và nó có hàng trăm loại, không phải là 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 hàng trăm loại mì chính gốc đâu, mì chính cống của nó chỉ có vài loại thôi, nhưng mà người địa phương người ta chế biến ra thêm để người ta cho ăn với cho vừa khẩu vị vì vậy cho nên nó rất là sống động. À, một cái tô mì ramen đó, nó có rất là nhiều món trong đó nhưng mà cái um, cái loại mì mà tăng tăng men á thì nó rất ít uh, gia vị và nó ít cái độ trong đó nhưng mà cái cái mì mà soya đó thì nó rất là nhiều nó, nó nó nhiều công đoạn lắm nhưng mà ăn rất ngon quý vị nấu nó rất công phu nhưng mà nó ăn rất ngon. Ngày hôm nay thì vì là đầu tiên quý vị làm quen với mì ramen cho nên mặt lâm nấu cái món mì tăng tăng men là cái món dễ nấu và rất nhanh để nấu để có thể ăn liền được nó cũng vô giống như là mì mì gói chúng ta bỏ nước sôi vào ăn thôi nhưng mà nó có cái là nó cũng phải chuẩn bị và bây giờ để nói về mì thì mì ramen đó, nó có nhiều loại lắm cái dĩ nhiên là nó cái đầu tiên đó là phải cái mì mì mềm mì tươi đó cái cộng mì tươi đó là không mình mình biết rồi có thể mua ngoài chợ và cái mì của nó có thể là mì mì gói như chúng ta ăn mì gói vậy thì nếu mà sử dụng cái mì tươi thì chúng ta chỉ trụng mì thôi nhưng mà nếu mà sử dụng cái mì mà loại mì gói này đó thì quý vị phải trụng bằng nước sôi và dớt nó ra cho nó mềm đặc biệt cái mì ramen này đó cũng có nhiều người người ta chế biến từ cái mì ý đó tức là cái baguette thì người ta lấy cái loại mì này cái loại cọng nhỏ đó người ta cũng luộc nhưng mà khi luộc đó người ta bỏ vào baking soda cho nó mềm với cọng bì nó mềm nó mới ngon chứ còn nếu mà luộc không như vậy thì cọng bì nó nó cứng lắm nó không nó nó giống mì ý chứ nó không giống ramen nữa ramen là nó phải thật mềm và ngày hôm nay thì mật lâm sẽ dùng cái loại mì mềm này cái loại mì mà mì tươi đó thì mì tươi của đại hàng nó cũng là làm là mì ramen thôi nhưng mà nếu quý vị mua được ở chợ nhật mà cái loại mì ramen chính cống nó cộng nó nhỏ hơn một chút xíu cái hàng mì hàn quốc này nó cộng hơi lớn hơn nhưng mà cái phẩm chất nó cũng giống như nhau quý vị đây là cái loại mì mà mình có thể mua ở ngoài chợ bất cứ lúc nào Và ramen nó cũng có nhiều loại lắm Cái ngay cộng mì của nó đó quý vị có thể mua Ở ngoài chợ những cái gói mì bự như thế này về mình để dành thôi Nó cũng giống, giống như mì gói thôi quý vị Nhưng mà khi mà nấu với ramen đó, Thì nó cần đòi hỏi những cái gia vị đi đi kèm Cái mì tăng tăng men này nó đặc biệt Nó chỉ có hai, hai cái loại gia vị chính Nguyên liệu chính làm cho mì nó ngon Đó là trứng và thịt heo bông thì theo băm thì chúng ta sẽ xào sao nhưng mà trứng đó thì nó chúng ta có làm theo kiểu đúng của như của của, của mì ramen đó. thì họ luộc trứng xong họ bỏ vào à, bỏ vào hắc xì dầu cái loại xì dầu đen đó họ bỏ qua đêm cho cái xì dầu nó thấm vào cái 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 cái, cái trứng mình bây giờ mình ăn liền mà đâu có thời giờ đâu mà mình để qua đêm thì nó cầu kỳ quá cái đó là mì xôi thì ngày, ngày khác hôm nào đó là mình sẽ nấu cái món đó thì ngày hôm nay mặt lâm cũng luộc thì trứng nhưng mà luộc trứng nó cho nó hồng đào Đó là kỹ thuật của người Nhật Trứng cái mì ramen luôn luôn hồng đào chứ không phải là chín hết Và bây giờ để luộc trứng hồng đào đó thì chúng ta có cách luộc như thế này Chúng ta bỏ vào nước ấm đó và quý vị Khi bỏ vào nước rồi đó thì quý vị lấy đũa Quý vị xoáy chung quanh này cho trứng nó Nó tập trung lại, cái lòng đỏ nó tập trung lại cho chính giữa Và khi mà nước bắt đầu sôi đó quý, quý, quý vị tính từ lúc sôi cho tới khi tắt bếp và bỏ ra ngâm nước lạnh là đúng 7 phút quý vị nhớ là đúng 7 phút thì nó sẽ hồng đào quý vị bây giờ thì bây giờ chúng ta bắt nó lên và khi mà nó sôi đó thì chúng ta chờ nó 7 phút bây giờ sau khi đúng 7 phút rồi quý vị ngâm trong trong một cái cái chậu nước đá nha quý vị và bây giờ chúng ta bắt đầu lột vỏ nó và cái công đoạn kế đó thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén nhỏ để chúng ta ngâm cho nó ra cái màu của đúng cái trứng của nó bây giờ sau khi quý vị lột vỏ ra rồi đó quý vị uh, cho một mũi ăn canh nước hát xì dầu như quý vị cái loại xì dầu màu đậm đó đây là cái loại hắc xì dầu mà Mật lâm thường xài quý vị rưới lên đây một lát nữa thì chúng ta có thể là khi quý vị rảnh đó, chúng ta có thể trở nó trộn nó về cho nó đều đó thì ngâm như vậy cho, cho tới khi chúng ta chuẩn bị những cái phần còn lại là ăn được rồi quý vị không, không, không có không không có lâu đâu vâng chúng ta bắt đầu làm cái công đoạn thứ hai là chúng ta xào thịt quý vị xào thịt thì cũng rất là đơn giản chúng ta chỉ có bao nhiêu đi thịt và để cho ăn đúng một cái tô mì thì, thì quý vị chỉ khoảng 30 cho tới 50 g thịt thôi chứ cũng không nhiều quá và chúng ta sẽ xào thịt bằng cái dầu điều quý vị chúng ta cũng bỏ ít ít màu điều thôi chứ cô không cần nhiều lắm và quý vị bỏ cho tỏi băm vào đây trước và bỏ thịt vào nếu quý vị thấy nó khô đó quý vị cho một chút xíu dầu vô nhưng mà đừng có cho nhiều dầu quá nha quý vị tại vì cái món cái món thịt này nó nó không có không có dầu nhiều nó sẽ khô và chúng ta có mirin mirin là cái loại uh, rượu nấu của Nhật đó chúng ta bỏ vào đây một muỗng cà phê quý vị quý vị cho vào đây một ít xì dầu chừng nửa muỗng cà phê được rồi quý vị cho nó vừa ăn thôi xào cái này rất là mau Vâng, bây giờ chúng ta đã xào xong, bây giờ chúng ta bắt nó ra. Vâng, đây là cái loại ramen mà chúng ta cần phải giá, không phải trùng quý vị, chứ, chứ không có thể ăn giá sống được. Thì bây giờ nước sôi đó chúng ta bỏ vào người ta trụng chúng ta trụng đó Thì nó cũng mau thôi chứ cũng không có lâu nhưng mà là đúng của nó đó là phải giá trụng Cho nên là chúng ta phải làm đúng bài bản nó nó mới ngon Vâng giá trụng thì chúng ta trụng chừng khoảng 1 cái tới 1 phút rưỡi là xong rồi chứ không có nhiều Tự nhiều quá nó rụt cũng không ngon đâu Vâng Chúng ta bây giờ chuẩn bị trụng giá, trụng uh, cải, bóp choi và trụng mì luôn Vâng bây giờ nó đã, đã xong cái giá chúng ta bỏ vào đây một lát nữa chúng ta sẽ trụng riêng và bây giờ ta trụng cải bóp choi luôn vâng cái cải thì chúng ta trụng cái phần trắng như nó cho lâu lâu một chút còn cái phần xanh nó thì không sao cái này chúng ta ăn sống còn được mà không sao như vậy là xong và bây giờ chúng ta tới trụng mì mì thì quý vị trụng cho nó khá khá lâu một chút xíu quý vị vâng Cái mì đặc biệt là chúng ta trụng cho nó lâu và chúng ta cũng phải xả nước nữa. Vâng quý vị thăm nó cho tới khi nào mà quý vị cắn nó và thấy vừa ăn đó, nó mềm vừa tới. Nhưng mà cái mì này đặc biệt lắm, cái mì cái mì ramen của người Nhật đó là họ dai lắm, chứ không có họ nó không có đứt, không có gãy. Cho nên á chúng ta rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vớt nó ra. Vớt nó ra và đi xả nước nha quý vị, xả nước lạnh nha. Bây giờ chúng ta lo phần nước lèo cho cái tô mì ramen quý vị. Cái nước lèo thì nó cũng đơn giản lắm chứ nó cũng không có không có cần yêu cầu phải nấu là um, ninh xương hay cái gì cả. Mà cái nguyên liệu chính của nó đó là cái uh, cái mè mà nó nó, nó tán duyễn ra đó quý vị, cái, cái nó kêu bằng sesame paste á. cái um, sesame paste có nghĩa là cái mè đó, mè mà nghiền ra thì chúng ta có thể mặc lâm dùng cái loại này nếu quý vị không có mua được cái này đó thì quý vị chỉ có mè rang ra vào đâm nó nhuyễn lấy cái cối đâm cối và chày đâm nhuyễn và bỏ một chút xíu dầu vào thì nó trở thành mè này thôi với cái một tô mì như vậy đó thì chúng ta bỏ một muỗng canh dầu một muỗng canh cái bột mè này vào quý vị vào cái tô và đồng thời chúng ta cũng có pha vào đây một muỗng ăn canh xì dầu vâng hai thứ này chúng ta pha lại và quý vị đánh nó lên Trong khi mà nó chưa tan đó, bây giờ cứ để nguyên đây chứ quý vị đừng có lo bây giờ Cái nguyên liệu chính của chúng ta hôm nay đó là sữa đậu nành quý vị nhớ là cái loại mì này nè cái loại mì tăng tăng men này nó nó nấu với nước lèo của nó là bằng sữa đậu nành như quý vị chúng ta có 400 ml bỏ vào đây để nấu lên 400 thôi là nó vừa một tô mì đó quý vị và đồng thời chúng ta cũng có cái ramen broth có nghĩa là nước cốt của ramen đó họ người Nhật họ làm họ nấu sẵn tất cả những thứ mà cần thiết ở trong này rồi thay vì nước lạnh á, thì mình chúng ta dùng cái này thì nó ngon hơn cái này quý vị cho nó vào chừng khoảng nửa cốc là xong như đó thôi quý vị không có nhiều đâu chừng là nửa cốc thôi và bây giờ chúng ta bật lửa lên quý vị cho vào đây là 1 phần tư muỗng cà phê muối 1 phần tư muỗng thôi quý vị bây giờ chúng ta chờ cho nó nó sôi lên rồi chúng ta sẽ, sẽ quậy qua bên này bây giờ chúng ta bỏ mì vào cái nước sốt hồi nãy chúng ta pha với lại um, mè đó quý vị bây giờ chúng ta bỏ thịt xào lên rau giá yeah. và đuôi của hành của hành đã cắt nhuyễn ra đó quý vị bây giờ và riêng về cái trứng đó riêng về cái trứng thì chúng ta khi ngâm thì nó đã trở thành màu đen như thế này nè cái màu nâu về đúng là cái bài của cái bài trứng của nó bây giờ chúng ta cắt nó làm đôi đây trứng nó cũng là như nó như thế này quý vị. Bây giờ chúng ta để trứng này lên và bây giờ nước chúng ta cho nó lại nóng một chút xíu thôi, chứ đừng có nó nóng nhiều quý vị. Nóng nhiều quá đó thì nó 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 sẽ uh, nổi màng lên. Vâng, vâng bây giờ là được rồi đó quý vị. Chúng ta đã thấy như vậy là được rồi đó chúng ta Giang nước vào. Vâng và bây giờ chúng ta đã có một cái tô ramen tăng tăng men ramen và và đúng bài bản của nó quý vị thì với mật lâm đó thì cái trứng này là, là vừa nhưng mà nếu quý vị muốn cho nó hồng đào hơn nữa đó thì quý vị bớt cái khoảng cái thời gian nó lại có thể là 6 phút hoặc 5 phút mật lâm thì ăn hồng đào mật lâm thấy như vậy là vừa vừa với mật lâm cảm ơn quý vị hy vọng rằng lần tới khi mà ở cái món mì soya đó ramen soya thì nó nó công phu hơn thì mật lâm sẽ cố gắng để mà chuyển tải tới những kinh nghiệm của mình trong cái món mì ramen này